Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Bốn Thanh Niên. Chào mọi người đi nào, Bốn Thanh Niên ơi. Hello. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game siêu siêu quen thuộc. Đây là mini game huyền thoại này của Noob Team. Nói chung là tính ra là thanh niên chuột này chưa tham gia mini game này bao giờ. Là ngày hôm nay là mình nói chung là ai cũng phải tham gia mini game này cho nó gọi là biết là huyền thoại các bạn nha. Thì thôi nói chung là mini game này giới thiệu qua cho chuột đó là chúng ta chỉ sinh tồn và sau đó thì đi PVP trong một cái đấu trường thôi. Đấy, rất là đơn giản như vậy rồi. Thì thôi thì ngày hôm nay mình mới cả chuột một team đây. Đây qua bên này. Đấy, ok, Khang chọn rồi đấy. Ngày hôm nay kẻ mỗi người một team thể mấy cái này paro rồi. Tính ra như chuột vào thì giúp mình đêm mai này các bạn. Không có gì là khác. Ok, chuột đêm mai cứ để tôi. Ok. Chứ giờ xung quanh núp toàn là gọi là đá không đá này. Ok, ý là đồ đá về, ý vào vừa vào nhận được thời kỳ đồ đá thôi. Ok nha. Đấy, thấy không? Đây là một cái đấu trường gọi là hình vuông đây. Đấy, chúng ta sẽ chùi vào đây sau đó thì đi tận đối thủ thôi. Chỉ có một mạng duy nhất thôi nha. Đừng có lao vào hổ báo quá, lúc nào núp bảo đánh mới được đánh. Không, núp mới có một mạng thôi, lại còn chuột có nhiều mạng lắm. Không tên. Đừng lao vào thù nha. Đấy, đấu trường này lát rất là nhanh đây, mặc định các bạn không thay đổi một cái gì. Đấy, chúng ta sẽ gọi là hồi tưởng lại gọi là mini game huyền thoại. Đấy, thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh của chuột thì các bạn nhớ qua kênh nha, Chuột TV nha, đường link mình để phía dưới phần mô tả. Đấy, các bạn nhớ vào đăng ký. Đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là đấu trường khoáng sản thôi. Ok, sau đó lát cho xong cả này rồi. Đấy rồi. Chào mừng mọi người đến với nhà của Pixel. Ui giời, xung quanh ba cục gỗ luôn. Ui giời, dùng tay thôi. Dùng tay đây chuột. Đấy, nhân phẩm đây chúng ta. Ui bày quá, có gỗ. Chúng ta cần gỗ cái trước rồi. Ui giời ui. Đấy, cần gỗ trước. Đấy, đấy chúng ta. Ở đây có bản chế tạo luôn. Ừ, không cần đứng chế tạo chúng ta luôn. Đi tìm gỗ đi, đi đập đi, dùng tay phải đập thôi. Cái này phải đập thôi. Ở đây cái đe mà rơi đầu là được đồ in chan đấy. Ờ ok. Lý ra thì chuột này chơi Minecraft cũng không được gọi là lâu năm đâu các bạn, lâu năm đâu. Thế là đâm ra là dễ bị gọi là lừa lắm nên đừng có tin nhá. Không có nên tin gì cả. Trời ơi, mới chơi mà gọi là chút nữa sẽ để cái kia ăn rơi xuống đầu của thanh niên sẽ đôi cho nó chết dở rồi các bạn ơi. À, nó khó quá, chả có thấy có mỗi bờ lóc của em chế tạo không được à. Bây giờ chúng ta cần thêm một bờ lóc nữa. Đây, bên này có một bờ lóc. Đâu. Đây trên này là. Ôi giỏi ôi, giật cả mình à, đấy là cái kệ sách ba. Trời ơi, kệ sách à? Ôi, nhìn thấy ông gỗ đấy nhỉ? Đâu, gỗ đâu? Đây ra đây nút bảo này, ra đây dùng tay đấm nút cái đe này bao giờ. Đây. Ok. Ôi đi gỗ đây rồi. Thôi không cần đây đâu. Mày quá các bạn ơi. Cái này ở xung quanh mình nhiều gỗ quá. Ôi chết rồi. À đây rồi. Ở trong đây là sẽ không có dương, bình thường là sẽ có dương khởi đầu đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay là không có dương các bạn ơi. Người ta gọi là cần cù thì bù siêng năng mà đấy. Rồi, ok các bạn, không sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đào đá đó, chờ xíu để mình lên thời kỳ, để núp lên thời kỳ đồ sắt cho luôn cái thanh niên chuột này, cái cúp sắt này đào kim cương luôn bạn. Đấy. Đại khái là thanh niên chuột này thì cũng được đào tạo qua mấy gọi là trường lớp cơ bản thôi. Thế nên, nhưng mà cũng được cái là cũng biết mặt mũi kim cương gọi là hình vuông hay hình chữ nhật. Rồi. Đúng rồi. Okay. Kim cương hình tam giác nha. Ok thì hình tam giác. Mày đáp hình tròn nhá. Okay, mày đáp hình tròn. Này. Đâu, tìm cái lò nung là lung ít đâu chặt than này. Nung ít đấy đã. Rồi, cứ có gỗ thì cứ lấy đi. Không sao cả, có gỗ thì cứ lấy tẹt 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 đây để có gì là thấy gỗ bỏ lò nung ấy là nó nung ra sắt. Không cần đâu có than được, không cần. Đừng có xui dại nha. Trời ơi. Nung gỗ là ra sắt nha. Tôi không có cần các ông chỉ tầm bậy tầm bạ nha. Trời ơi. Này. Nhanh chạy mà. Đấy ra, đấy ra, chốt đấy ra. Trời ơi. Này núp chế tạo. Tôi nghe thấy hai thanh niên ở gần. Ui hai thanh niên kia. Ui giời. Hello. Hello anh bạn. Trời ơi, chờ lâu lắm rồi phải không? Pixel chờ lâu lắm đúng. Pixel đúng rồi, qua đây mới có đồ kim cương thôi mà. Này cho chuột cái cúp đá này. Đào gì thì đào. Được rồi. Ok. Này mình xem nào. Mới có đồ kim cương á. Trời ơi, thôi ông đừng mồm điều bốc phét ông lừa ai đấy hả? Qua đây cứ qua đây đi rồi biết, qua thế đi rồi biết. Lừa tinh hạ. Lừa định lòe ai đấy hả?
À, định lòe ai đấy. Rồi ok. Lấy gọi là rơm giếc các thứ. À quên mất lấy không, sao lấy rơm làm gì ra? Nhầm, kiện rơm, kiện rơm để lấy ra lúa mì để ấy nhá, làm đồ ăn mà ăn nhá. Rồi, chuẩn biết làm đồ ăn rồi. Ok đấy, với kinh nghiệm sinh tồn đâu đó khoảng vài năm trời đấy, nhưng mà trong Minecraft thôi. Đây, đây, cho chuột cái gọi là cúp ấy này, cúp sắt luôn này, dưới chân đằng sân. Chân. Đấy, bây giờ đi đào kim cương đi. Đấy, ăn mới đào kim cương rồi để chế tạo set đồ kim cương rồi đánh nhau thôi. Nói chung là trong này là nó giống như kiểu sinh tồn mặc định vậy, nó không có gì khác biệt ngoài cái việc đó là chúng ta xuất hiện ở trong một cái đấu trường. Đấy, và nó khuyên rằng là nên chế tạo rìu đi, đánh cho nó đau. Đấy, chậm mà chắc chứ đừng nên chế tạo kiếm. Rồi chúng ta gọi là chiến thuật đó là đập một cái thôi là xung đầu luôn. Đấy, không cần. Okay. Đây. Đây, mình sẽ đi qua bên này qua. Rồi. Ok. Bởi vì là mấy thanh niên này chắc chắn là sẽ rất hay chế khiên nên tóm lại chúng ta cứ chế dìu đi cho nó không, gọi là em là không bao giờ chế khiên. À, ai chế khiên bây giờ? Ok, có Văn thì rồi. À thì chỉ có thanh niên Văn thôi. Chỉ có anh Văn mới hay chế khiên bạn, nhưng mà hôm nay thanh niên Văn đi đâu ấy? Tí nữa thấy mỗi ông vác mỗi khiên. Ông ai chế khiên? Nói không với chiến viên. Thì Ninh Khang ngay bên. Ôi sao tôi bị bánh mì kẹp thịt à? Tôi tính ra tôi ở giữa Ninh Khang với Pixel này. Khang ơi, miếng pate này ngon đấy Khang ơi. À, ngon à? Ừ. Trời ơi. Ngon thì vào ăn đi nhá. Trời ơi. Húp này, tuyên bố là có tuổi đấy. Ôi nhưng mà tuổi trẻ. Thôi. Pate này có chuột ở trong đấy không dám chui vào đâu. Ok. Ghê lắm. Ôi đấy. Sợ đút có pate rồi. Lúc có xìu nha. Rồi. Không sao, chúng ta bình tĩnh thôi. Đâu thanh niên này không đào được viên kim cương à? Đào được mỗi một viên. Thanh niên không biết có phải biết màu viên kim cương là gì không? Trời ơi. Chỗ nào không có thì đào là sang. Trời ơi, thanh niên này đào không thấy kim cương tôi chịu rồi. Nhưng mà à đây rồi. Úi giời ơi, đủ rìu luôn rồi. Làm cái rìu luôn. Đấy, máu là phải chiến luôn. Chiến luôn, đi tìm luôn nhá. Phải chế tạo cái rìu luôn nhá. Phải chế tạo cái rìu luôn để phòng thủ. Có gì là thanh niên gọi là đánh mình phải trả đũa lại. Trời ơi. Ok. Rồi trả cái đũa lại chứ đừng có làm gì. À ok, trả cái đũa vô mồm ngay. Trời ơi. Trả cái đũa lại. Ù 6 viên kim cương à các bạn ơi. Ngon lành cành đào ngay. Tự nhiên tôi chế tạo 6 viên. À cái mũ đi. Ok cái mũ. Đấy, làm cái mũ trước đã cho nó ấm đầu các bạn. Như nó gần mình rồi. Ra ngoài đường nó cũng phải đội cái mũ vào. Trời này thời tiết lạnh lắm rồi Pixel ạ. Ok. Nên đói vào nhá Pixel ạ. Pixel ạ. Pixel mất tích rồi, tàng hình rồi. Chạy nhanh đến tìm. À ngồi xuống là để gọi là mấy thanh niên không thấy mình nữa nha. À thế à? Ok. Đấy, nếu mà đối thủ gần quá thì ngồi xuống. Đấy. Nút nút cách đi nha chuột. Đừng nút cách. Trời ơi. Lại các bạn không sao. Sợ 5 viên ngay. Cách liền. Ok. Ok bạn. Luôn. Ui, tính ra chỗ nhà thanh niên Pixel này nhiều kim cương thật, thanh niên lại bỏ nhà ra đi tìm đường cứu nước à? Ông thỏ mà, ông thỏ. Nói gì anh? Người ta gọi là bảo toàn mạng sống là hơn tất cả, hiểu không? Trời ơi. Thế mà bảo tôi là bánh mì bắt đây kẹp thịt. Thế bảo bánh mì kẹp thịt làm hết hồn các bạn ạ. Sợ dã man con ngan luôn. Hết rồi, sao đây hết đồ sắt rồi luôn. Hết hết kim cương ta. Ở bên này nhiều kim cương thế nhỉ? Ê à, ui, thanh niên lại một set đồ kim cương. Làm sao? Người ta có gì kim cương đấy? Ai à. Này nhá, để yên, để xuống. Này, thanh niên đánh lén. Ok, cho đi solo rồi. Rồi nhá, thôi tha mạng cho thanh niên kia. Bạn này mình gọi là hai player đâm ra thôi tạm thời nhá. Đáng nhẽ mình đánh thêm một cái thì thanh niên đi luôn đấy. Nào, đánh được vào đấy, Khang à. À, mấy điên. Đâu rồi, chuột đâu rồi? Đây rồi, đang nhiều kim cương lắm rồi, đang chế tạo đồ đấy rồi. Chạy. Có cái gì rồi? Có, nhưng bây giờ đang chế tạo áo. Ui dồi ôi, được dìu chưa? Tìm được em. Dìu có rồi. Mấy viên kim cương rồi, 8 viên để chế tạo áo chưa? Có luôn. Đi luôn. Để là có dư không? Dư viên áo, để 2 viên thì để núp chế tạo luôn đôi giày. Ây dạ. Có dư 2 viên nào. Đâu, đi, lên đây đi. Dễ dạ. Dễ dạ. Ai xong rồi đi luôn. Đây thằng này luôn. Nhanh đi luôn. Đây mấy thanh niên chiến đấu ghê lắm. Ok. Đây. Thanh niên Pixel này gáy to lắm này, vừa lấy trốn ngon xuống đây. Ngon xuống đây. Ngon xuống đây. Ồ này. Ngoài mấy thanh niên vần à? Mèo vần chuột à? À. Ngon xuống đây. Ôi trời ơi, cuộc đời
cuộc đời đấy rồi, ok đấy. Ui, cuộc đời ai lại đi lớp chui gọi là cái này trốn chui trốn lủi ở trong cái obsidian này, các bạn thấy khổ không? Ôi giời ơi. Quá khổ. Nhưng mà xin lỗi là làm tôi, chế, làm đi. Tôi chế tạo hẳn cái cúp gọi là ấy rồi, tôi chế hẳn hẳn cái cúp kim cương rồi, Michel ạ. Rồi Michel định làm gì ạ? Ấy ạ. Đào hố tự chôn mình luôn. Làm gì? Trời ơi, có biết rằng là team tôi hai người tôi đã phải hy sinh 3 viên kim cương, tôi chế tạo cúp kim cương cho thanh niên chuột cúp sắt không? Để đi tìm hai niên kia, hai niên vừa đánh nhau yếu lắm rồi đấy. Đấy này, đây đây đây, chiến luôn, chuột tao luôn, chuột luôn. Chiến luôn chứ còn gì nữa. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đúng rồi, cứ từng cái một thôi, đừng mạnh thế. Ôi, đúng rồi. Ấy, cái tên khác nhỉ? Ra luôn, ra luôn. Thôi, thôi. Chiến luôn. Đây, đi 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 đi. Cho đây, chuột thể hiện cái game này các bạn ơi. Chiến luôn. Bảy này, bảy bị bảy rồi, bị bảy rồi. Bảy, bảy, bảy. Ai đốt lửa, đốt lửa, lửa biết tí đâu, chúng lửa chút. Nguyễn Phí à. Đấy đây. Chỗ sau đây được. Hay. Chỗ sau đây được. Đây đây đây, thanh niên chạy vào đây, đi đi đuổi luôn, đuổi luôn. Làm cái bánh mì đã. Đuổi luôn, đuổi luôn. Ôi rồi, ôi cái đồng... Đây đây đi đi xong bên kia đi, chạy vòng đây, chạy vòng đúng rồi. Trời ơi. À đây rồi, đây rồi, đúng rồi. Ok ok. Ê, sao đánh được? Rồi. Không sao, sao đào bên cạnh. Trời ơi, chặt oxygen đâu. Đấy rồi, đang đào. Thanh niên này đào được mấy viên oxygen đâu. Trời ơi, đây. Ây. Đau sao ném đi. Trời ơi. Rồi ok, chuột cho chuột ấy đây, chuột đi xử lên đây đây. Rồi ok. Thử sao được, thử sao được em. Trời ơi. Đấy nút nút lửa bên phía này. Thang mà để chuột đánh là. Ây da, đâu. Lửa miễn phí của ta là cho bên cái nào. Đánh bên kia đi chuột. Đang 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 đào. Đào đây, đào đây, đúng ra đây, đang đang mắc mắc nút ở đây rồi. Thế nên không làm được gì đâu mà. Trời ơi, lửa bên kia đúng là Idobet. Thử cái một à. Ây, đâu. Ôi, chiến thuật lửa miễn phí. Lửa miễn phí lại rồi, rồi, đấy các bạn thấy không. Chạy đi đâu được, tính ra là thanh niên chuột còn chưa đánh các bạn ơi. Mấy thanh niên này, trời ơi, tính ra là mình vẫn hên các bạn. Tìm được cái gọi là gỗ nhanh hơn mấy thanh niên. Thế đâm ra là đau. Okay, nhanh hơn, okay, nhanh hơn. Bây giờ là, người đông thôi, bây giờ đông là mình sẽ chỉnh cho gọi là đấu trường này sẽ thà, gọi là toàn kim cương. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với chế độ gọi là siêu kim cương. Được này. Chúng ta sẽ đến game em. Gọi là siêu kim cương các bạn nha. Đấy, ui, lần này có rương này. Con rương. Ui giời ơi. Đá luôn, đá xin quét. Lần này có rương, có rương, ngon, ngon, ngon. Ui giời ơi. Tôi đào được luôn cùng gỗ rồi. Ui giời, hợp lý, hợp lý. Nhưng mà không sao, đây lúc có đồ đá luôn. Ui giời, ngày hôm nay thoải em cả mái các bạn ơi, siêu nhanh luôn. Đồ sắt luôn. Yên tâm là cái chế độ này là gọi là rất là nhiều kim cương cho gọi là thanh niên này thoải mái mà tung hoành nhá. Đấy. Để núp gọi là chế tạo cho ôi cái cúp đá đã, sau đó để đào đấy. Này, đây, đào cúp sắt đi. Đấy, sắt đây, thôi nhặt lên cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. Ôi trời ơi, thanh niên này đây này, cầm lấy mà chế okay, đồ đấy. Ok, đây. Ok. Cúp đấy, cúp đấy, xuống 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 nhặt đấy, xuống nhặt đấy. Rồi, ôi đấy. Quá nhanh luôn. Quá nhanh luôn, đủ sắt chưa? Đủ sắt chưa? Đủ rồi, có sắt rồi. Ok các bạn ơi. Rồi. Nó lên đồ Netherite luôn rồi. Ừ, Netherite luôn này. Ừ, dạ, phiên bản này có Netherite là cũng nghe hơi vô lý ấy, nhưng mà không sao, hết sức thuyết phục nha. Ui, nhiều kim cương lắm. Đấy, thoải mái đào đây, bây giờ trang bị cho mình gọi là ấm hết vào thân đi, xong rồi đi chiến đấu thôi. Chế độ này thì chúng ta gọi là ấy, mà có thích thì enchant luôn cũng được. Trời ơi. Được luôn. Tất nhiên rồi, phải enchant luôn. Đây, mình sẽ gọi là tạo. Ôi giời ơi, đấy. Chưa gì đã được 8 9 viên kim cương của bạn đây. Ủa lại gần thanh niên Pixel à? Gì mà 89 viên? 8 đến 9 viên. Trời ơi, người ta có nói 89 đâu, người ta 8 9 viên. Biết đâu, lúc bảo 89 là 89. 8.9, hiểu chưa? Đấy. Người ta ngắt nghỉ. Sao phải đọc 8.79 ra? Không, người ta 8 không, người ta không nói gì, mệt ghê cơ. Ai, mà không cần giải thích tí nữa, cho biết thế nào là giải thích. Ai? Cho biết thế nào là lễ hội luôn. Đúng rồi, lễ hội. Là nó là như nào nhỉ? Có thấy trời ơi, hoa chưa nở mà ngỡ mùa xuân chưa về. Đấy, ok các bạn. Sao qua bên này các bạn. Úi giời, kim cương nhiều lắm. Bán cả mái rồi, nhưng mà nhớ để ý nha, cẩn thận thanh niên Pixel gọi là sao úp sọt nên nguy hiểm lắm đấy. Nên này cay lắm đây, cái cú ăn là nuốt không trôi đâu. À, nuốt không trôi à, nuốt không trôi à. Ui giời, 25 viên kim cương của bạn ơi. Rồi. Úi giời. Với 25 viên mà. Người ta có ít dùng ít mà có nhiều thì dùng nhiều. Úi giời ơi. Rồi, ok bạn ơi, enchant liền các bạn. Đó rồi đấy, cái đe rồi. Protect luôn này. Protect luôn này. Lại là Protect. Chắc chắn là Protect rồi. Ok bạn ơi, cứ enchant Protect thôi rồi ạ. Đấy, enchant là okay. Còn lại thì xem nào.
chắc là trận này sẽ là chế tạo dìu mình có rồi, mình chỉ cần phá vỡ block thôi, chắc là chế tạo cái kiếm hoạn ạ. Đấy, làm để mình có thể là ép được cái sắc bén, chứ còn dìu thì không có thể là ép được sắc bén bởi vì mình không có cái cuốn sách. Đây. Rập vặn. Ok. Đấy, không sao. Ôi giời ơi. Ok bạn này 8 rồi. Quái, ok. Ôi giời, 8 viên kim cương này. Úi giời, thành đơn bị xeo đang đứng ở dưới kìa. Rất là nhanh nha, mấy cái game đấu kiểu gọi là nhiều gọi là kim cương như thế này ấy, thì là mấy thanh niên là sang đánh mình nhanh lắm, chúng ta phải cẩn trọng các bạn. Quá à, chưa gì đã rồi. Ok, không sao, chế tạo okay, ngay cái gì đâu mà sợ thế nhở, dám thế. Ok, full bộ đồ kim cương, in chan vô. In chan rồi. Rồi đó bên phải đi chế cung rồi ạ. À, đi chế cung ạ, chế hộ cái ở trong cái đấu trường chế hộ cái luôn, chết trời ơi. Ok các bạn ơi, ui, chết trở rồi các bạn ơi. Trong này không có đe, trời ơi, chúng ta phải tự chế tạo một cái đe các bạn mới in chan được. Ui rồi, đây là mình có đe, đang đi kiếm đe nãy giờ quá nè. Có gì đâu, có mỗi mấy block sắt chứ mấy. Ui, thành niên Khang lại ngay gần đây này các bạn ơi, nguy hiểm quá. Lại gần nhau rồi thầy. Ok, có gì đâu các bạn. Người ta tính ra là mề 18 vui sắt rồi. 18 vui sắt rồi, chúng ta chỉ cần, ui ôi. Thế giả chuột có bao nhiêu sắt đấy chuột? Có 11 sắt. Ok, có tiện thì đào sắt luôn cũng được để chúng ta làm cái đe okay. Quan trọng lắm, cái đe để chúng ta để ghép được rất là bạn. Nhiều. Đấy, rồi ôi không sao. Có gì đâu các bạn. Đấy, ui, chúng ta cần kiếm sắt được 3 block sắt rồi, 31 sắt nữa. Ui, 31 sắt à, tại vì nhiều thế nhỉ. Thế là nãy giờ chỉ ăn mới đào sắt thôi mà sao nhiều vậy? Tao người ta bảo là phải 31 cục sắt mới đủ cái đe chứ. Sợ. Nghe nhầm tưởng ấy. Ôi trời. Ôi giời, hai anh gần nhau thế nhỉ? Thế này là giao lưu à? Giao lưu vài đường kiếm cơ bản luôn à? Giao lưu mỏ rồi. Ai nhiên cũng có tất nhiên giao lưu này. Ai không chế khiến bao giờ không như lại. Đúng rồi, chúng có bao nhiêu sắt rồi? Mang đây. Đấy rồi, cái đe đầu tiên. Thế nên là hỗn quá, thế là nó đánh lúc mấy cái đau hết cả mông, nhức hết cả. Đây, vào đây. Okay, nghe tiếng gõ đe chưa? Ôi, chả quan tâm nhá. Ta đây là đầu ta. Đầu tiên sở hữu đe đấy. Ta có đe, ta có đe. Đi đi dùng ké, trời ơi. Không, ta đắp rồi bỏ vào túi rồi. Luôn chứ thật. Người ta mang đi luôn chứ ngồi đấy mà ké. Ai cho ké? Sống mày toàn đi xin ké thật. Ok. Ôi, tin đi bị xem phút nhập kim cương à? Căng à. Bình thường. Dạ, hôm nay phải phút chứ. Phút luôn kìa. Đâu ta? Không phút thì nó lại. Còn chi? Ok các bạn ơi. Ôi đời ơi, tìm mấy ông nữa. Đợi nhau rồi, ngày xưa đi chốt rồi. Đợi làm cái gì tầm này, đợi làm cái gì. Bỏi lắm đợi rồi. Làm cái gì các bạn ơi, rồi. Mình đang có gọi là, thằng nào sắc bén không. Đây. Đi xem phải đổi tên kiếm mới được. À đổi tên kiếm, thanh niên rảnh đi đổi tên luôn các bạn. Ok. Ý tên kiếm à, ý tên kiếm à, hay đồ long đao. Thanh niên đổi tên là ý tên kiếm cho nó mạnh à. Ôi, đúng nhá. Ai hả? Ai sao? Đâu, thanh niên báo hũ nào đâu sao? Đây bên này, đâu, chiến luôn đi chứ. Thôi thôi bỏ đi thanh niên, bỏ chạy thôi, đừng có đuổi. Không nên đuổi cùng giết tận tội lắm. Mình phải gọi là mới tiêu diệt ta chẳng kia xong, đốt ta luôn. Tha cho nhá, để lắm đấy. Rồi ok, kiếm sắc bén 2 rồi. Để lắm mới tha đấy. Rồi. Không, cái đó chuột phải bảo em tê, em tha chuột. Ôi giời thế hả? Ok. No. À, đi. Đâu xì nha. Đây. Xì nha. Được cái đe. Lại một cái đe là cái đắt giá đấy các bạn ơi. Rồi không sao. Đưa mấy crap ra. Rồi cái đe ta có, ta cũng có cái đe. Ta có cái đe mà. Gì non à? Đâu. Ta cần gì cái đe đâu. Rồi. Cái gì? Ui giời, không có cái đe ngươi làm sao nhìn chát được đâu. Ui giời, cần kinh nghiệm bạn ơi. Zeno căng ngậy ta. Đi rồi, chuột đây. Đi rồi. Vào việc rồi. Ai, ui giật cả mình ạ. À. Đi bên này. Đâu nhỉ? Thanh niên hướng nào ta? À đây, bên này, come here. Ok, đây. Rồi. Come. Đây, thanh niên chế tạo gì đấy? Kiếm hay là khiên đấy? Ui. À, kiếm này xíu rồi. Lên đi, lên, chiếu lâu đi. Dìu. Ok, lên, chiến luôn. Chiến trước, đúng rồi, đây. Ui giời. Hai đến một mà. Đi. Mình biết là mình có lợi mà, nhưng mà có gì đâu, thanh niên chuột. Mình phải kéo theo một thanh niên. Kéo làm sao được đánh, có chả mất tí máu nào. Ui giời, kéo ai trời. Đây, qua bên này. Tiếp luôn. Ui, thanh niên này hàng này nhiều kim cương này, nhưng mà thanh niên không chịu lấy các bạn. Đang ghép đồ rồi. Zeno qua bên này, Zeno như gần nhà mình. Ơ, bên này. Đó, đây.
Ôi giời. Đâu, thanh niên Zeno cho xin cái địa chỉ cho coi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây đây đây, nổ cái địa chỉ đây này, bên này bên này bên này. Không có bình tĩnh, nhanh 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 làm luôn, vào việc luôn. Đấy, bạn ơi, mấy tên này. Mấy tên này. Ôi bạn. Thì thắng luôn, áo giáp. Video quéo rồi, ơi video quéo à. Video quéo rồi. Mình là áo giáp gọi là in chăn bảo vệ level 2 rồi, đâm ra mấy tên này đánh tính ra vừa lấy chưa mất giọt máu nào bạn. Chưa mất một giọt nào. Zeno đứng ở đâu ta? Zeno ngồi ngay gần luôn đấy. Ở dưới này chứ đâu, tôi thừa biết rồi, đừng có trả vờ. Đây này, ở đâu? Trời ơi, mò kim đáy biển. Đây luôn. Quay vòng ấy. Đúng rồi, đấy. Gạt luôn. Gạt đi đâu. Đuổi luôn. Chạy đâu? Kim đáy đâu? Ê, mục luôn, đừng lo. Đấy đi, đúng rồi. Sợ gì đâu. Rồi, ok, đây, đào luôn, đào bên đấy đi, chuột đào bên đấy, chúng ta chặn đâu. Chuột đào bên này không? Là ông chúng tôi. Chạy đâu hả con dài này. Ok các bạn này. Đâu rồi, nên chạy đi nhanh thế nhở. Đây. Bên này. Làm sao? Hay quá, trời ơi, người ta gọi là 2-1 không chuột cũng què. Nói chung là mình biết rằng là team mình có 2 người lợi thế hơn, nhưng mà thôi thông cảm rồi, bây giờ chả lẽ lại lẻ người ra, thế là đâm ra là thôi chuột team mình cũng giúp ích phần nào các bạn đấy, tăng thêm vài sát thương đấy. Coi như là dẫn dắt người mới vô chơi. Mới vào đây trải nghiệm gọi là mini game siêu huyền thoại của nút team các bạn nha. Thật ra em nhường thôi đấy. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày mai đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta đã tham gia xong cái mini game huyền thoại đấu trường khoáng sản rồi. Thì nếu bạn nếu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút team ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.